Bảy bí ẩn ly kỳ và đáng sợ về màu đỏ mà 99% bạn chưa biết. Nguồn gốc của màu đỏ từ đâu mà có? Vì sao người ta lại liên tưởng màu đỏ tới ma quỷ và địa ngục? Hay chuyện gì sẽ xảy ra khi khắp nơi có vô số những dị tượng ngập tràn màu đỏ đáng sợ đây? Có thể nói, từ lâu màu đỏ là một màu sắc vô cùng phổ biến và quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng, khác với tất cả những màu sắc khác thì màu đỏ lại ẩn chứa rất nhiều những bí mật và những sự thật kinh hoàng mà không phải ai ai cũng biết. Vậy thì ngay bây giờ, các bạn hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu màu đỏ trong văn hóa các nước. Màu đỏ được phát hiện lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 13 khi người dân khu vực Địa Trung Hải dùng vỏ sò, vỏ ốc để nhuộm quần áo vải vóc. Tuy nhiên đến thế kỷ thứ 18 thì màu đỏ mới bắt đầu được ưa chuộng và phổ biến đến tất cả mọi người. Và tùy vào từng lĩnh vực của cuộc sống hay tùy vào từng quốc gia mà màu đỏ có những ý nghĩa đặc thù riêng. Trong phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho lửa, sức mạnh của lửa đi liền với quyền lực, sự tâm huyết, dũng cảm, sự hy sinh, tình yêu nồng cháy, sự thu hút và nổi bật. Ở Trung Quốc hay Việt Nam thì màu đỏ thường xuất hiện trong các lễ hội và mang ý nghĩa của sự may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc và trường thọ. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng mang tới một cảm giác nóng bức, sự nguy hiểm, máu me, cảnh báo, sự chết chóc và địa ngục. Chính vì thế mà trong nhiều trường hợp, người ta đã tránh dùng màu sắc này và không lạm dụng quá nhiều vì nó có thể mang tới những thứ tiêu cực và những điều xấu. Những điều cấm kỵ kỳ lạ về màu đỏ. Các bạn thân mến, thực tế thì màu đỏ có rất là nhiều cấp độ khác nhau như màu đỏ sẫm, đỏ son, đỏ tươi, đỏ cam, đỏ hồng, đỏ ửng hay là đỏ tím vân vân. Và nếu biết cách hài hòa, phối hợp hay chỉ điểm xuyết cho các món đồ vật thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên, nếu như là màu đỏ, nhất là màu đỏ tươi lại chiếm chủ đạo thì sẽ gây khá nhiều điều tiêu cực mà người ta cần tránh né. Đầu tiên đó chính là cấm sơn nhà hay dùng quá nhiều đồ vật màu đỏ trong nhà. Nói về nhà cửa, màu đỏ là điểm xuyết tạo nên điểm nhấn cho gia chủ có mệnh hỏa. Tuy nhiên, theo quan điểm của giới phong thủy, màu đỏ được khuyên là không nên dùng làm chủ đạo trong căn nhà hay căn phòng của bạn. Ví dụ như là sơn tường, rèm cửa hay những đồ vật có diện tích lớn bởi nó sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn tới tài vận cho gia chủ và gây mất cân bằng trong ngũ hành. Các nhà tâm lý học hay các bác sĩ cũng cho rằng có quá nhiều màu đỏ sẽ gây áp lực cho mắt, khiến con người dễ nổi nóng, tâm tình lo âu, căng thẳng, stress, gây cảm giác bức bí. Bên cạnh đó, cũng khiến cho tim đập nhanh hơn, mắt và cơ thể đều cảm thấy mệt mỏi. Tiếp đến là việc cấm kỵ dùng ví màu đỏ. Khác với nhiều người cho rằng ví màu đỏ mới là chiếc ví may mắn, tài lộc, thì theo phong thủy, ví màu đỏ cũng lại là điều kiêng kỵ, nhất là với gia chủ có mệnh khắc với mệnh hỏa như là mệnh thủy hay là mệnh kim. Bên cạnh đó, còn một lý do nữa là hỏa tượng trưng cho lửa, nên dùng đựng tiền bằng giấy thì cứ như là đốt cháy mất tài lộc. Hay có nhiều cách ví khác như hỏa khắc kim, mà tiền bạc là hành kim nên ví màu đỏ sẽ khắc tiền tài. Tiếp đến là việc cấm mặc cả bộ quần áo màu đỏ vào buổi tối. Vì từ xa xưa, dân gian đã truyền tai nhau rằng màu đỏ là màu dễ chiêu dụ ma quỷ. Thế nên họ vô cùng sợ hãi khi có một ai đó mặc màu đỏ từ trên xuống dưới. Và càng sợ hãi hơn nữa khi mặc vào ban đêm. Đặc biệt có một hành động mà tuyệt đối người ta không dùng màu đỏ bởi lý do cực kỳ đáng sợ sau đây. Vì sao cấm kỵ viết tên người khác bằng bút màu đỏ? Cứ ngỡ rằng màu đỏ là màu của sự may mắn tài lộc, thế nhưng việc viết tên màu đỏ lại là điều cấm kỵ. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân đó là vào thời cổ đại, đối với việc phán tội chết cho một người thì người ta sẽ dùng máu gà để ghi tên của người đó, sau này mới chuyển sang dùng bút. Vì thế, chỉ có nha môn khi ghi chép tên của phạm nhân mới có thể dùng bút đỏ. Hay dân gian Trung Quốc còn lưu truyền rằng Diêm Vương thường dùng bút chu sa đỏ thắm để gạch tên trong sổ sinh tử. Khi bút chu sa gạch tên vào ai thì người ấy phải chết. Vì thế, tên người nào được viết bằng bút đỏ sẽ bị liên tưởng rằng đã chết hoặc là phạm nhân sắp bị hành hình. Và hẳn là ai đã xem bộ phim Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài chắc sẽ phải khóc lụt nhà với phân đoạn. Nàng Trúc Anh Đài cắt máu, viết tên lên bia mộ để nguyện chết cùng người mình yêu. Cho nên, bút màu đỏ trên thực tế rất ít khi được sử dụng, ngoại trừ những công việc liên quan đến việc sửa chữa, kế toán hay là chấm bài kiểm tra. Nên khi viết tên người, dùng bút màu đỏ chính là việc tối kỵ. Đối với những samurai ở thời xưa, nếu muốn từ chiến với ai đó, trong thư khiêu chiến sẽ được viết bằng mực đỏ của tên người ấy. Cũng có người nói, viết thơ không thể dùng bút màu đỏ bởi vì màu đỏ tượng trưng cho đoạn dao. Nếu như dùng đỏ để ghi tên người khác, có ý tứ rằng người đó đã bị chết, đoạn ly sinh tử. Và trong văn hóa Nhật Bản thì việc viết tên người khác bằng bút màu đỏ cũng là một điều cấm kỵ. Họ cho rằng màu mực đỏ là nhắc nhở đã đến lúc một người sắp hết thời gian sống. Và không chỉ với người, quan niệm này áp dụng cho cả nhóm, tổ chức,
Chẳng hạn các công ty, doanh nghiệp Nhật Bản nếu trong tình trạng sắp phá sản thì tên chủ doanh nghiệp hay tên công ty cũng có thể bị viết bằng mực đỏ. Còn ở Hàn Quốc, khi ai đó qua đời, tên của họ thường được gia đình biên bằng mực đỏ với niềm tin làm như vậy sẽ xua đuổi được tà ma. Với người đang sống, việc ghi tên bằng mực đỏ sẽ đảo ngược tác dụng này. Do vậy, người ta luôn tránh dùng mực đỏ để ghi tên người, chỉ trừ trường hợp đang dùng mộc hay con dấu để tránh bị coi là nguyên rủa người khác. Và đây là điều cấm kỵ trong dân gian. Tất nhiên có người tin, có người không. Tuy nhiên, người xưa đã có câu, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Do đó, tốt nhất chúng ta không nên dùng tùy ý mực đỏ để viết tên người khác. Vì chẳng ngẫu nhiên mà người ta lại né màu sắc này. Và nếu các bạn có để ý và quan sát sẽ thấy, xung quanh cuộc sống, cứ cái gì mà gắn với màu đỏ, đa phần đều liên quan tới cảnh báo nguy hiểm hay những điều cấm kỵ. Bí ẩn về những món đồ hay những thứ màu đỏ nguy hiểm trong cuộc sống. Điển hình đó chính là thẻ đỏ. Đây là hình thức xử phạt cao nhất đối với một cầu thủ trong một trận đấu. Cầu thủ có thể nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc nhận thẻ đỏ sau khi bị hai thẻ vàng. Họ sẽ rời sân ngay lập tức khi phải nhận thẻ đỏ. Tiếp đến như là đèn đỏ giao thông. Khi mà đi đến những cái đoạn ngã ba hay ngã tư, đèn đỏ chính là loại đèn nhắc các bạn phải dừng lại và cấm đi. Nếu mà cố tình đi thì có thể nguy hiểm đến tính mạng và bị xử phạt. Hay như chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, các biển báo cấm đều được dùng màu đỏ nhằm cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Còn trong tự nhiên, các loài động vật hay thực vật, dù là lớn hay bé, khi chúng có màu đỏ, đa phần đều chứa độc tố rất cao, gây nguy hiểm chết người. Hay khi mà nói về những khu phố dành cho các cô gái hành nghề mại dâm thì người ta hay dùng với danh từ đó là phố đèn đỏ. Một khu phố mà khiến cho nhiều người cảm thấy sợ hơn là thích. Nhất là trên các bùa chú hay chữ viết lá bùa được dùng là chữ màu đỏ, mực đỏ với ý nghĩa chính là xua đuổi và tránh đi tà ma. Nhưng có lẽ ám ảnh và gây rợn nhất trong lịch sử chính là đôi giày nổi tiếng màu đỏ. Thứ đã khiến cho 400 người không ngừng nhảy và chết đi vì kiệt sức. Một sự kiện vô cùng kinh hoàng và khủng khiếp khiến người dân châu Âu không muốn nhắc đến. Đó là vào mùa hè năm 1518, tại Strasbourg của châu Âu, nay là Pháp, một người phụ nữ có tên là Lofia bất ngờ nhảy múa trên đường trở về nhà sau khi đi mua thức ăn ở chợ, thu hút vô số người xem. Khi đến gần, mọi người thấy Lofia nhảy rất sung sướng, giống như lạc vào thế giới của riêng mình, hoàn toàn không để ý tới những người xung quanh. Cô nhảy từ ban ngày cho đến ban đêm. Đến khi ngã xuống đất, cơ thể của cô vẫn còn động đậy theo một điệu nhảy, như thể bị điều khiển bởi một lực siêu nhiên nào đó không xác định. Sau đó, những người nhảy như Lofia lần lượt xuất hiện. Chỉ trong một tháng, đã có 400 người như vậy xuất hiện ở Strasbourg. Sự cố đôi giày đỏ ở châu Âu có những tình tiết trùng hợp đáng sợ với câu chuyện của Andersen. Kể về một cô bé nghèo khổ, mồ côi được người thợ đóng giày tặng cho một đôi giày. Tuy nhiên, cô bé ngày càng kiêu ngạo vô ơn vô lễ nên đã bị trừng phạt nhảy múa không ngừng. Bị đưa tới tận rừng sâu, cuối cùng kiệt sức mà chết. Vì vậy, đã có rất nhiều người tin rằng đây là một lời nguyền đáng sợ. Uầy, nghe mà thấy lạnh sống lưng ghê ấy. Đã vậy, có vô vàn những điểm báo của thiên tai nhân họa, của chết chóc tang thương đang ập xuống con người thế gian đều có chung màu sắc này. Dị tượng chứa màu đỏ gây ám ảnh khắp thế giới. Nhiều năm gần đây trên thế giới đã và đang ghi nhận rất nhiều những hiện tượng kỳ lạ trên trời, dưới biển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và mất mát kinh hoàng cho con người. Đặc biệt, điểm chung là nó đều mang trong mình màu sắc đỏ lòm đầy đáng sợ. Điển hình chính là tình cảnh sông Hồ nhuốm màu đỏ như máu. Các bạn thân mến, hẳn là hình ảnh dòng sông Dardikhan gần thành phố Norilsk của Nga bất ngờ chuyển nước màu đỏ quánh như là màu máu một cách bí ẩn vào đầu tháng 9 năm 2016 khiến ai nhìn đều không khỏi kinh hãi. Nhưng ám ảnh hơn thì giữa mùa đông tuyết phủ trắng phao lại có một dòng sông đỏ lòm bất ngờ đang chảy. Hay như vào ngày 12 tháng 9, cư dân tỉnh Quảng Tây phía đông nam Trung Quốc đã hãi hùng khi phát hiện ra nước ở con sông Liansi nơi họ sống chuyển thành màu đỏ tươi và ngửi thấy mùi hăng như máu bốc lên từ con sông này. Kinh hoàng hơn thì có rất nhiều nơi trên thế giới còn xuất hiện dị tượng thủy triều đỏ hay tảo nở hoa, khiến cho nước sông nước biển có màu đỏ cam, bốc mùi tanh nồng nặc và khiến cá chết hàng loạt. Qua một vài những sự kiện điển hình cho thấy có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này như việc xả chất thải ồ ạt do sản xuất kinh tế ra môi trường, máu tanh do việc giết mổ động vật v.v. Vì vậy đã làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân một cách nặng nề. Và thử nghĩ xem nếu người ta lại dùng chính loại nước này để ăn ở và sinh hoạt thì sẽ mắc đủ các thứ bệnh tật và chết sớm mà thôi. Hãi hùng không kém thì chính là dị tượng cả bầu trời nhuốm một màu đỏ au xuất hiện tại vùng tỉnh Chu Sơn, miền đông Trung Quốc. Video cho thấy có nhiều người cảm giác lạnh sống lưng. Nhiều người cảm thấy rằng có khi ngày tận thế đang gần đến hay chăng.
dù sau đó các chuyên gia đã trấn an người dân rằng đó chỉ là hiện tượng do khúc xạ và tán xạ ánh sáng của tàu đánh cá tạo ra bầu trời đỏ, nhưng không sao xoa dịu được nỗi lo sợ của bao nhiêu người chứng kiến. Thêm vào đó thì còn có dị tượng mặt trăng máu. Trong quan niệm của người xưa, hiện tượng mặt trăng máu là điềm gở bởi nó báo hiệu cho sự xuất hiện của dịch bệnh, động đất, chiến tranh. Và điều kỳ lạ là hiện tượng này thường trùng khớp với những điểm xảy ra thảm họa khủng khiếp, khiến cho nhiều người tin rằng là có thật. Không chỉ có mặt trăng mà ngay cả mặt trời, bình thường mang màu sắc đỏ cam rực rỡ, nay bỗng đỏ lòm đầy sát khí, cũng gây ra một nỗi lo sợ lớn cho người dân. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2022, một cư dân mạng đã chụp được bức ảnh mặt trời máu ở tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm. Mặt trời đỏ như máu treo trên bầu trời, lập tức virus trở lại đại lục. Tình hình bệnh dịch ở Trung Quốc nổi lên bốn phía. Hay như vào ngày 16 tháng 10 năm 2017, trên bầu trời nước Anh xảy ra hiện tượng kỳ lạ khi mặt trời mang màu đỏ rực rỡ, khiến nhiều người dân cảm thấy hoang mang và liên tưởng tới ngày tận thế. Các cơ quan dự báo thời tiết đều coi đây là hiện tượng bình thường. Song do sự trùng hợp ngẫu nhiên của nó với cơn bão Ophelia, một trong những cơn bão lớn nhất trong năm đã đổ bộ vào khu vực nước Anh và Iceland, lại khiến nhiều người lo sợ hơn. Hay tại Cộng hòa Iceland, một người phụ nữ đã thiệt mạng vì cây đổ vào xe ô tô, còn một người đàn ông khác thiệt mạng khi cố gắng dọn cây đổ bằng cưa máy. Có nhiều chuyến bay bị hủy vì gió mạnh với tốc độ lên tới 128 km/h. Iceland là vùng ảnh hưởng mạnh nhất của bão và cơ quan dự báo thời tiết của nước này đã đưa ra mức độ cảnh báo đỏ. Đấy, không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên, nhưng cứ dị tượng xuất hiện thì tai ương xảy ra ở đó. Bảo sao mà những người phương Tây lại còn coi màu đỏ liên quan tới ma quỷ và địa ngục u tối nữa cơ. Màu đỏ, màu của ma quỷ và địa ngục. Các bạn thân mến, ở các nước phương Tây, khi nhìn thấy màu đỏ là trong đầu người ta sẽ hiện lên khá nhiều luồng suy nghĩ không tốt. Một là sự chết chóc, nguy hiểm, hai là sự thống trị. Nó được hình thành qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, con người đã quá ám ảnh với cảnh máu me, tàn lụi và mất mát. Và đó cũng là màu chủ đạo trong những bức tranh vẽ về địa ngục hay hình ảnh quỷ Satan tàn ác trong Kinh Thánh. Nếu các bạn đã từng xem video 15 bí ẩn về quỷ Satan mà Kính Lúc TV đã từng phát sóng thì dễ dàng nhận thấy con quỷ này luôn có một khuôn mặt hung ác, cặp sừng dài nhọn hoắt và toàn thân mang một màu đỏ kinh dị. Hay trong thế giới địa ngục, khi bị tra tấn, người ta thường bị nhúng trong lò hỏa thiêu, bị hành hình dã man để trả nợ nghiệp ác đã gây ra. Rất nhiều máu me và các thứ đều nhoe nhoét khắp trốn. Từ thời xa xưa, trong các lễ tế ma quỷ thì có một thứ được người ta rất hay sử dụng, đó chính là máu tươi, vì đó là thức ăn mà ma quỷ thèm khát nhất. Hay như trong các bộ phim về Macaron thì các bạn sẽ thấy hình ảnh chuyến đi hút máu người, động vật của chúng, nên chỉ cần nói tới màu đỏ là người ta đều rùng mình. Vào thời Trung Cổ, có một nhà thơ nổi tiếng có tên là Dan Alighieri. Ông là người đã viết nên tác phẩm Thần Khúc. Thần Khúc của Dante là một trong những bản trường ca vĩ đại nhất của thế giới, đưa người đọc đến với một vũ trụ quan đầy sức tưởng tượng và tính ẩn dụ để tìm cách trả lời cho câu hỏi mà nhân loại vẫn luôn tìm kiếm, chết rồi sẽ đi về đâu. Trong tác phẩm, mô tả chân thực, đầy đủ và rõ ràng đến rợn tóc gáy về tầng tầng địa ngục ứng với tội lỗi của con người như tội lừa đảo, hoang dâm, tham lam, bạo lực, những kẻ bức hại người tu đạo, tôn giáo và vô số tội ác con người gây ra. Đáng sợ nhất chính là cảnh mô tả tầng địa ngục thứ 9, nơi sâu nhất, nơi có con sông lửa và mưa than đang rực rỡ cháy đỏ, xiềng xích quỷ Satan với thân hình đỏ au gớm ghiếc. Quả thật, màu sắc nào cũng mang trong mình một ý nghĩa riêng, nhưng có lẽ hiếm có màu sắc nào lại gây sợ hãi cho người ta nhiều đến như vậy đấy. Và cuối cùng là chuyên mục được rất là nhiều các bạn tò mò thắc mắc đây. Bạn hỏi hay, Kính Lúc trả lời ngay. Bạn NT Gaming có comment, nhà em bữa hôm mới có một con rắn bò vào nhà mà nó lại là rắn độc nữa chứ. Đấy các bạn thấy không, cứ mùa hè là rất là nhiều những con vật lạ bò vào nhà. Đủ các loại, nào là chăn rắn rồi cháy giận, mối muỗi các thứ. Nên là chúng ta cần phải che chắn bịt kỹ các lối đi, các tường vách ở trong gia đình. Kiểm tra kỹ những cái nơi mà rắn hay lui tới, ví dụ như là điều hòa hay là nhà vệ sinh vân vân. Và luôn trang bị cho mình những kiến thức để xử lý khi mà bị rắn tấn công nha. Tiếp theo là một comment tới từ bạn Ngọc Hà VN. Mỗi lần ngủ trưa tôi sẽ bị bệnh. Ủi, lần đầu tiên mình mới nghe tới bị bệnh nhá. Nhưng mà cái việc ngủ trưa mà kéo dài quá lâu ấy thì khiến cơ thể mệt mỏi và rất là khó chịu. Thì cái này Kính Lúc TV cũng đã từng rồi. Cứ ngủ lâu một tí là người mệt dã rời luôn. Bạn Giang Mai Hương Giang có comment: chị ơi, bây giờ em mới biết chị có kênh Kính Lúc Alo và Kính Lúc Plus đấy. Em xem chị 3 năm rồi mà bây giờ em mới biết hai cái đấy.
Thực ra thì hai kênh trên Kính Lúp TV cũng tạm thời chưa có phát triển tiếp, bởi vì đang dành toàn bộ tâm huyết và thời gian cho Kính Lúp TV, nên là nếu như mà có duyên thì Kính Lúp cũng rất là mong muốn được triển khai tiếp hai kênh vừa rồi. Một comment tới từ Nghệ Thuật Cải Lương, cũng muốn có sinh nhật lắm chứ cũng muốn biết cảm giác được người khác chúc mừng tặng quà nhưng không thể được, vì từ nhỏ đến lớn do gia đình không đủ điều kiện nên tới giờ mình vẫn chưa có một buổi tiệc sinh nhật nào. Rất là thông cảm và chia buồn với bạn. Thật ra thì tiệc sinh nhật chúng ta có thể làm đơn giản thôi, ví dụ như là hái những cái loại trái cây xung quanh nhà, hay là tiết kiệm tiền dần để đến sinh nhật chúng ta có thể ăn mừng chẳng hạn. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá vô vàn những bí ẩn ly kỳ thú vị và không kém phần bất ngờ về màu đỏ, một trong những màu sắc cực kỳ quen thuộc và phổ biến quanh cuộc sống của chúng ta. Bạn ấn tượng nhất với những sự thật nào kể trên? Đừng quên để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.